hoo sư sư đông à tạm biệt vì mà bây giờ đi ba sư thế đấy ai biết giờ tại vì là chỉ là vì cái cá cho xây nhà cô rồi nói là vì tôi bỏ tôi biến tôi cái cá mà tôi bỏ là mà tôi cố đó là bông gan trên đấy tại khai này đấy tôi để xí tôi luôn tôi bỏ là mà tôi gặp bị đó nhau bên xã tàu này đấy mà để lại mấy ai về giờ tôi biến mình đi làm gì đấy tôi ấy xây nhà cô rồi tại vì chỉ vì đó này lại miền lại tôi trồng bông rồi này phải là cái gì rồi tôi ấy bên bán là vì giờ như là tôi khen giá là bọn nó ngã bên bán này vì bên bán là bà vì đi lô cả chỉ là mà ngã mà tôi nghe nấu xong bây giờ có ông bà mẹ nhà bà mày bây giờ chuyện mua rồi bà mẹ xả bùi rồi nhà bà mày rồi tôi sẽ ra mì tôi tin chắc là ai rồi đấy tôi ạ tất cả lông ngã bây giờ bán này nên người ta ông bây giờ mua mì nhà này mua rồi bây giờ chỉ còn đủ tiền mà về thì bây giờ xả bùi rồi nhà mày rồi tôi mì tôi đấy tôi mới tuổi ra cả giờ rồi, tôi hiện nay nghe mà bây giờ sử dụng được cổ xã vô tuổi, tôi hiện mua mà được cổ chỉ nhà mong khách, xã khác này đấy, mua mà đủ ngay hiện nay nghe mà bây giờ nhà sử dụng được đủ đấy, mới nuôi dòng xã cái chỉ quá, anh em mua mà đi là nay nghe ở đây vì đó, mình chỉ nên là vậy, bây giờ nhà sử dụng được cổ xã rồi, chỉ là mà xí đấy. Bây giờ chỉ phụ ý điều tòa tùy đó, tùy đó, tôi khó vì đó, nên đồ biến là cái đấy đấy. Nên đồ lấy dấu là bây giờ, bây giờ chỉ có nấu xe vì đó, nhà giả đi bà này, đẹp khen chú ý quá nó, bí quá đó, bí quá đấy. Bây giờ chỉ gì, bây giờ lúc là ra, nếp bóng này nhà giả chả vì xây dựa, cố gọi là bên mà là vì, bí quá giả là cao nghề vui, xây dựa là cao nghề là giả đi à, nhà là vì. Nga bố lòng tất lòng tất khá mát đề ghê xích chá lạch chá bió ghê vù đề giá mà xí vù lô lạc ghê vù đề giá mà xí vù ả rõ ả rà liều mà tì ghen khán giá yào cùng nhì giá bảo hô lô bió lại thế ả lô lê bió lại hô bình nhà xí chá cáu mà bì xí mình dì đập hạ chênh bì bảo hô lô bió bì đọ nè đô hà nè bì hàn tòa thà nè mình dì lê sao đà bó nó tập hết lấy bia, bây giờ chỉ bia nhau là, bia nhau là đó, cháu xây này, thuyền chủ thà đấy, bù lì từ lâu bây giờ là xong rồi, xem mình chỉ tí chuyện này, bia cả thì bù được mà xí đấy, anh lấy bia lại ở bên nhà, hoàn ta ai anh cháu xây bù lì ở phía này đó thì mà lỡ số lì được quên thua là đấy, anh lỡ số lì này mà bài thà lấy số đó, thà lấy về, bị đoạt mà bà. Lớp số bốn mà thuê thay sao liệu phải bị đọt bây giờ, sinh ra khác bị đọt, bây giờ chỉ mới chịu biến mi đấy, bây giờ chỉ chịu biến mi đâu nó, ha bây giờ chỉ đã bảo biểu trên nào đấy, bây giờ chỉ là bảo biểu lên rồi, xem mình gì, xây cổ bộ đại đồ đấy, ya mà thế mía ha, xây cổ bông bê gì vậy đấy, biểu xuyên trên này về xây cổ bộ đại đi phía gì? Sinh nhiệm vụ này về đồ đá này về mà nào lu tàu vận đồ mà chỉ năm mươi này về xây cầu bộ đại đi phía gì xây thì pompe đặt để tháo hóa xí bà đấy xây cái đài nhà đi vô pompe phụ ta đã gì mà cao su cứu sinh gà rồi khai ưu chế phía bà đấy bà khai ưu chế lấy số đó đá lấy về bị toa mà bà rồi khai ưu chế phía đấy lục phía bà đá lấy về bị toa mà bà sau đó đi bộ miền này anh chị nó lùi bát tiếng anh ra nhà thôi, chúng nó ở đâu đuổi mi ra bọn nó, bây giờ chuyện này chạy mà lên, đi xây cổ xí đấy, xây cái này chạy mà lên, đi xây xí đấy, sau đó chuyện này, anh em bảo mà bây giờ mà nó thâu lo cái gì sao, anh em áo trà nào trà bây giờ, xây đất trà rồi cái sao bây giờ mà phải đâu bọn nó. Anh nói biểu chuyện này thì mà nó lưu đá tập bảo hòa thì cháu mà nó biểu chuyện mua cổ khán giả mà về xây như thế thì mà nó lưu tập bảo hòa xây như đào khán giả mà về xây đã trả thì mà lưu tập bảo hòa xây đã trả mấy PD phía thì mà lưu tập bảo hòa PD phía mà đại á luôn hà lưu đi ấy control luôn mấy nhà lâu để nhà thì phía đấy bọn nó mấy nhà phía cái đó PD phía đấy xây như thế số những bộ phận xây phía đấy rồi là tạm mà lưu giao này control luôn mấy nhà ủ phía bỏ lại cháu như tôi cháu này bỏ ấy
experience မျိုးစုံကိုအခြေခံပြီးတော့မှလူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေဟာပေါ်ပေါက်လာကြတယ်အဲ့တော့အကြောင်းတရားရှိရင်အကျိုးတရားရှိတယ်ဒီခံစားချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြောက်လိုက်လို့မရဘူးပေါ့သို့တော့ဘာကိုပြောင်းလို့ရတယ်လဲဆိုတော့မြင်တဲ့အမြင် shoot out perspective ကိုတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲအရန်ကိုကပျော်လာတယ်ပါတီပွဲသွားခြင်းနဲ့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဒါလည်းပဲပြီးသွားမှာပါလှုပ်ရှားရှိတဲ့လူကိုစက်လုံးမယ်ဟာစိတ်ညစ်လိုက်တာဘာမှမသိဘူးဘဝကြီးပါမကောင်းဘူးငါဝကန်ဆိုးပါတယ်ဒါလည်းပဲပြီးသွားမှာပါလှုပ်ရှားရှိတဲ့လူကိုစက်ပြီးတော့လှုပ်ရမယ်လုံးစရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုဆက်ပြီးလုပ်တာဟာလူတစ်ပါးဝတယ်မှာအင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အကြောင်းအကျောင်းနဲ့ဖြစ်စီအရန်အောင်မြင်လာလို့ရက်လိုက်တာအရန်ဆုံးရှုံးလာလို့ရက်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လုံးစရာရှိတဲ့ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဟာရဲ့ခံစားအဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်အင်အားဘယ်ကလာသလဲဆိုတော့ this too shall pass ။ဒါလည်းပဲပြီးတော့မှာပါ။ပျော်တဲ့ဟာတွေလည်းပြီးသွားမှာပါစိတ်ညစ်တဲ့ဟာတွေလည်းပြီးသွားမှာပါကံကောင်းခြင်းတွေလည်းပြီးသွားမှာပါကံဆိုးခြင်းတွေလည်းပြီးသွားမှာပါဒီလိုမျိုးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တချို့လူတွေကပြောတယ်ဒါလည်းပဲပြီးသွားမှာပါဆိုဘာလို့ကြိုးစားနေရအောင်မလဲအမှန်တော့ဒါလည်းပဲပြီးသွားမှာပါဆိုတဲ့ခံယူချက်ရဲ့အဓိကနောက်ွယ်မှာကဒါလည်းပဲပြီးသွားမှာပါလှုပ်ရှားရှိတဲ့လှုပ်ကိုဆက်လှုပ်ပါလှုပ်ရှားရှိတဲ့လှုပ်ကိုဆက်လှုပ်ပါဘလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါဒုက္ခတွေလည်းပြီးသွားမယ်ဒုက္ခတွေလည်းပြီးသွားမယ်ဘဝရဲ့အဆုံးအသတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိနောင်တမရပဲနေခဲ့မလဲဘယ်လောက်ထိလွတ်လပ်မှုရှိမလဲအဲ့တော့ပထမစကြင်မှာဟာပြီးသွားမှာပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်စရာလူတွေကထင်တတ်ကြတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါကိုလွတ်လပ်စေအရာပါနော်ပြီးသွားမှာပါဆိုတဲ့စိတ်ကအရာအလုံးလွတ်လပ်သွားစေပါတယ်နော်အရန်ပျော်ရွှင်လို့ဖြစ်တဲ့မာနနဲ့ဒီကုံစာမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရောစိတ်ညစ်ပြီးတော့ depression စိတ်တက်ကြတဲ့ယောဂနဲ့ဘဝကိုရှုံးပေးလိုက်ခြင်းတဲ့ဟာတွေရောဖြစ်လာတိုင်းမှာဘယင်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့သတိရပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့ပညာရှိဖို့ပြန်သတိရပြီးခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပြောရတဲ့စကားတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒါလည်းပဲပြီးသွားမှာပါဆက်ပြီးပြောရင်ဒီ covid 19လည်းပြီးသွားမှာပါလို့နော်အားလုံးကျန်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်ဟိမန်တူချစ်ပါဗျနောက်ထောင်ပြတို့တက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်